Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì hôm nay là bước sang tháng mới rồi các anh chị. Hôm nay bên Tuyền về thêm được ra rất là nhiều các dòng xe 5 chỗ, 7 chỗ bán tải mới. Và những cái xe mà bên Tuyền hôm trước thì bên Tuyền bán đi cũng rất là nhiều. Vì bên Tuyền với tiêu chí là mua nhanh bán nhanh, cho nên là nếu mà các anh chị nào đã ưng một chiếc xe nào đó bên Tuyền rồi thì các anh chị nhà mình phải tranh thủ nha. Rồi thì hôm nay thì sẽ tranh thủ cập nhật lại hết cho tất cả các anh chị và các bạn những cái xe 5 chỗ, 7 chỗ bán tải hiện tại đang có mặt sẵn tại bên Tuyền cho các anh chị nhà mình dễ tham khảo và lựa chọn hơn nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào chiếc đầu tiên là chiếc này luôn ha các anh chị ha. Mở đầu video ngày hôm nay là một chiếc xe rất là hot, cực kỳ hot luôn, 7 chỗ của Mitsubishi Outlander phiên bản 2.4 bản full nha các anh chị nha, hai cầu đời 2018. Xe này thì chỉ mới đi có 38.000 km thôi. Hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 798 triệu. Thì bây giờ Tiền mời mọi người cùng Tiền nhìn sơ tổng thể về cái xe nha. Xe này được sở hữu nước sơn là màu nâu ha các anh chị ha, biển số 60 là Đồng Nai nè. Xe này nếu mà các anh chị mua mới á, mua mới thì nó phải hơn 1 tỷ mốt các anh chị, nó tầm khoảng 1 tỷ mốt đó. Vì đây là video tổng hợp á, cho nên là Tiền không có đi vào chi tiết xe nhiều ha. Tiền chỉ quay cho các anh chị xem tổng thể về cái xe thôi. Nếu mà các anh chị muốn biết thêm chi tiết về từng chiếc xe nào thì liên hệ Tiền đi, Tiền sẽ gửi một cái video chi tiết cho các anh chị nhà mình xem nha. Xe này thì được trang bị ghế da, có màn hình, sàn nguyên bản ha, trần nguyên bản, có cửa sổ trời đều đầy đủ ha. Đó, tí nữa có thời gian là Tiền sẽ quay một cái video chi tiết xe này cho các anh chị nhà mình xem luôn. Dòng xe này thì bữa giờ các anh chị tìm rất là nhiều nè. Các anh chị nào bữa giờ đang còn tìm cái dòng này thì hôm nay thấy video này thì nhớ gọi lại cho Tiền nha. Thì xe bên Tiền đời từ 2016-2017 trở lên thì Tiền sẽ hỗ trợ cho các anh chị nhà mình vay ngân hàng được nha. Mình vay được 70% dựa vào định giá của ngân hàng ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua chiếc kế tiếp nha các anh chị. Thêm một chiếc xe 7 chỗ nữa mới vừa về bên Tiền các anh chị. Bữa giờ các anh chị nào mà có theo dõi bên kênh của Tiền thì sẽ biết cái dòng này bên Tiền về hôm nay là mấy xe rồi ba, nhưng mà bán rất là nhanh luôn, cho nên các anh chị nào bữa giờ mua hụt mấy chiếc kia thì hôm nay thấy chiếc này thì tranh thủ gọi cho Tiền nha. Etiga phiên bản 1.5 số tự động đời 2019, chiếc này thì chỉ mới đi có 24.000 km thôi. Bên Tiền đang bán với giá là 448 triệu, các anh chị nhìn sơn nhé. Xe này được sở hữu nước sơn là màu trắng ha, nước sơn Tiền thấy cũng không có bị trầy xước gì hết các anh chị, không có bị trầy xước gì nhiều ha. Đi 24.000 thì đi cũng rất là ít á. Ở đây thì Tiền thấy có dán phim, có viền che mưa nhé. Ghế thì ghế da với tông màu xám các anh chị. Trần 5D ha, sàn thì sàn simili, rồi có thêm cái táp bi sàn ở trên nữa nè. Anh chủ này là khá là kỹ đó. Đó. Có trang bị cho mình nè, camera hành trình nữa các anh chị. Thảm táp lô. Đó, những cái chi tiết nhỏ nhỏ vậy thôi cũng biết là anh chủ của mình rất là chăm chút cho cái xe nhé. Camera hành trình trước và sau luôn nha các anh chị nha. Rồi, bữa giờ các anh chị nào mình đang cần tìm mua một chiếc xe 7 chỗ giá lanh hoanh 450 triệu mà đời cao, có thể là vay ngân hàng được thì không thể bỏ lỡ chiếc này ha các anh chị ha. Rồi, bây giờ mình đi qua chiếc kế tiếp nha. Chiếc xe này cũng rất là hot nè, hôm bữa bên Tiền về một cặp luôn. Suzuki XL7 đời 2020. Chiếc này thì đi 35.000 km, bên Tiền đang bán với giá là 540 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Hôm bữa bên Tiền về hai xe, một chiếc màu nâu đi 10.000 nữa các anh chị. Và chiếc đó Tiền đã bán rồi, hiện tại XL7 Tiền còn chiếc này. Các anh chị nào mà mình ưng cái dòng này thì mình tranh thủ nha. Tiền thấy có dán phim, có viền che mưa, có cam lùi, cảm biến lùi ha. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe này thì tầm khoảng 6,5 lít các anh chị, tầm khoảng 6,5 lít ha. Xe này thì được trang bị ghế da với tông màu nâu và màu đen ha các anh chị ha. Trần thì đã được bọc ni lông cho mình rồi nè. Sàn thì sàn simili các anh chị. Đó. Rồi. Trên này thì có trang bị cho mình một cái màn hình. Đó, rất là xịn sò ha. Xe này đi 35.000 thì đi cũng tương đối các anh chị. Đi cũng tương đối ha. Rồi, các anh chị nào mà thích chiếc này thì liên hệ cho Tiền ha. Và xe bên Tiền bán ra thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước nha. Không đại tua động cơ và hộp số bao tết hãng cho các anh chị luôn. Cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Rồi, mình đi tiếp qua giải bên đây ha các anh chị ha. Chiếc này cũng XL7 2020 Tiền bán rồi nè. Rồi, dưới đây nha. Xe này bên Tiền mới về nè.
Một chiếc xe 5 chỗ gầm cao của Ford EcoSport phiên bản Titanium đời 2016. Xe này thì đi 58.000 rồi, bên Tiền đang bán với giá là 435 triệu. Các anh chị nhìn sơ nha. Đó, xe này thì được sở hữu nước sơn là màu bạc ha. Eco bên Tiền hả, phải nói là trùm Eco luôn á. Các anh chị bên Tiền về rất là nhiều. Và hiện tại là bên Tiền đã bán hết rồi. Tiền còn chiếc Eco này, số tự động 2016 này và một chiếc số sàn rồi 2019 nữa. Đó, các anh chị nhớ theo dõi đến cuối video ngày hôm nay nha. Hôm nay bên Tiền về nhiều xe lắm. Và bên Tiền đang chuẩn bị về thêm một chiếc Eco bản Titanium đời 2020. Chiếc đó thì mới đi có 20.000 km thôi. Đó, các anh chị nào có quan tâm tới chiếc kia thì liên hệ cho Tiền nha. Xe này anh chủ có lên một cái màn hình nữa nè. Màn hình ha, ghế thì ghế da, có cửa sổ trời. Đó, sàn thì sàn 5D các anh chị. Còn xe mà số sàn thì nó không có màn hình nè, không có cửa sổ trời luôn. Đó. Rồi, nếu mà các anh chị nào mà thích chiếc này thì mình tranh thủ nha. Còn nếu mà có quan tâm tới chiếc 2020 kia sắp về bên Tiền thì inbox cho Tiền đi, để khi mà xe nó về thì Tiền sẽ báo cho các anh chị là người đầu tiên nhé. Rồi, một chiếc xe 7 chỗ cũng rất là hot. Đợt này bên Tiền về 7 chỗ lướt lướt không mà các anh chị đi 1.000 cũng có, 10.000 cũng có, 9.000 cũng có, hai mấy ngàn cũng có ha. Thì đây là chiếc Innova bản G số tự động đời 2019, mới đi có 10.000 km thôi. Thì hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 688 triệu, các anh chị nhìn sơ nha. Xe này được sở hữu nước sơn là màu xám ha các anh chị ha. Chất xe còn rất là đẹp luôn á. Đó, bây giờ các anh chị nào mà mình đang còn tìm cái dòng Innova này thì hôm nay thấy video này thì nhớ gọi lại cho Tiền ha. Ở đây Tiền thấy có dán phim nè. Ghế thì ghế da, tông màu đen và tông màu nâu các anh chị. Trần thì trần nguyên bản, có đèn led ha. Sàn thì sàn simili nè, có táp bi sàn ở trên luôn. Đó, trên này thì có trang bị cho mình màn hình nữa các anh chị. Rất là đẹp. Innova đợt này bên Tiền về cũng rất là nhiều, nhưng mà hiện tại bên Tiền bán hết rồi, còn có con xe này thôi. Các anh chị nào mình ưng thì mình tranh thủ ha. Xe này đăng kiểm vào đường bộ thì còn tới 2022 lận. Đó, nên là các anh chị khỏi lo nha. Và ngoài ra xe bên Tiền bán ra thì có bảo hành cho mình thêm 3 tháng hoặc là 5.000 cây động cơ vào hộp số nữa. Cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm ha. Rồi mình đi tiếp nha. Rồi dưới đây Kia Sedona máy xăng bản full đời 2016, đăng ký lần đầu là năm 2017 các anh chị. Chiếc này thì đi được đâu đó tầm khoảng tiền không nhớ ở đô nữa, chắc khoảng năm mấy ngàn quá, bốn mấy năm mấy gì đó. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 725 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe này hôm trước là Tiền nhận cọc một lần rồi, nhưng mà do anh khách của Tiền thì không có làm ngân hàng được, cho nên hôm nay Tiền bán tiếp nha. Đó, xe này biển Sài Gòn luôn. Các anh chị nào mình ở Sài Gòn mình lấy chiếc này thì mình tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nha. Rồi, Sedona thì bên Tiền về cũng rất là nhiều, rất là các anh chị cũng quá quen thuộc với cái dòng này rồi đúng không ạ? Đó, xe này Tiền có quay một cái video chi tiết xe riêng rồi á, cho nên nếu mà các anh chị nào mà mình thích chiếc này thì liên hệ Tiền đi, Tiền sẽ gửi cho các anh chị một cái video chi tiết xe cho các anh chị nhà mình xem nha. Đó, ghế thì ghế da, cửa sổ trời hai khung ha. Sàn thì sàn nguyên bản. Đó. Xe này là những cái lớp keo ở phía sau cốp á các anh chị, là anh chủ còn chưa gỡ hết luôn á. Cực kỳ đẹp. Rồi, ok, mình qua chiếc kế tiếp nha. Đây, Hyundai Starlet phiên bản máy dầu số sàn đời 2016. Chiếc này thì đi 70.000 km rồi. Hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 680 triệu. Xe này là xe 9 chỗ nha các anh chị nha, nhưng mà đã được độ lên 6 chỗ limousine ha. Rồi các anh chị nhìn sơ nha. Xe này lên cũng kha khá một số option như là 4 vỏ Michelin nè, cửa lùa điện ha các anh chị ha. Một bên là cửa lùa điện và một bên là cửa lùa nguyên zin. Ghế thì được độ lên còn 6 ghế limousine, để Tiền mở cho các anh chị xem nội thất nè. Đây, ghế này các anh chị rất là đẹp ha. Sàn thì sàn simili, trần thì trần nguyên bản. Có trang bị cho mình thêm một cái màn hình ấp trần nữa các anh chị. Đó, xe này thì full lịch sử hãng cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. 2016 đi 70.000. Đó, các anh chị nào mà mình thích những chiếc xe mà rộng rộng như thế này đi cho thoải mái thì mình sở hữu ngay chiếc này ha, mà còn lại rất là tiết kiệm nữa, máy dầu nữa các anh chị. Rồi bây giờ mình đi tiếp ra phía sau nhé. Đây,
Toyota Altis phiên bản 1.8 số tự động đời 2010 các anh chị, đi được đâu đó tầm khoảng 127.000 km á. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 390 triệu các anh chị nhìn sơ nhé. Xe được sở hữu nước sơn là màu vàng be ha các anh chị ha. Vàng ghi. Đó, cái màu này rất là sang. Đăng kiểm thì còn tới cuối năm nè. Tháng 12 năm 2021 nha. Thay vì các anh chị sẽ lựa chọn mua tầm tiền này thì các anh chị sẽ mua được một chiếc i10 đó. i10 nhưng mà đời cao cao nhưng mà nhỏ gọn ha. Còn không thì mình có thể là lựa chọn chiếc này. Đời nó hơi sâu chút xíu nhưng mà nó rộng rãi thoải mái ha các anh chị ha, đi cực kỳ đầm chắc luôn. Rồi, chiếc này ha các anh chị nha. Một chiếc xe giá mềm của bên Tiền nè. Avel số sàn đời 2018, đi đâu đó tầm khoảng 58.000 km đó. Bên Tiền đang bán với giá là 268 triệu các anh chị nhìn sơ nhé. Xe này được sở hữu nước sơn là màu trắng ha. Anh chủ có dán phim nè, cũng có viền che mưa nha. Ghế thì ghế da. Tuy nhiên thì xe này Tiền chưa thấy có màn hình nha. Các anh chị nào mà mình thích thì mình về mình trang bị thêm màn hình ha. Sàn thì sàn simili. Đó, trần thì trần nguyên bản các anh chị. Màn hình cũng không có nhiêu tiền đâu các anh chị, xịn xịn thì tầm khoảng 5 triệu thôi. Đó. Rồi, trời, đăng kiểm thì còn tới tháng 4 năm 2023 nè. Đường bộ thì còn tới tháng 10 năm 2022 ha, còn rất là dài. Rồi, mình đi tiếp qua chiếc này nha các anh chị nha. Một chiếc xe nằm trong phân khúc sedan D của Hyundai các anh chị. Sonata đời 2010, đi 127.000 km rồi full lịch sử hãng. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 390 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe được sở hữu nước sơn là màu đen ha các anh chị ha. Đăng kiểm thì đăng kiểm đường bộ còn tới tháng 3 năm 2022 các anh chị. Có dán phim, có viền che mưa nha. Đây, chất ghế da các anh chị, ghế da nguyên zin từ 2010 tới nay ha. Tuy nhiên thì nó cũng có phần hơi cũ nhưng mà nó vẫn còn xài được các anh chị. Các anh chị nào mình thích nữa thì mình về mình bọc lại ghế da, còn không thì cứ để vậy sử dụng nha. Sàn thì sàn 5D các anh chị, sàn 5D ha. Một chiếc xe nằm trong phân khúc sedan D cực kỳ rộng rãi luôn, giá 390 triệu. Đó, các anh chị nào mà ưng dòng này thì mình sở hữu nha. Rồi. Đây, một chiếc xe nằm trong phân khúc sedan C của Kia các chị, K3 đời 2014. Bản này là bản 2.0 số tự động nha. Đi được đâu đó tầm khoảng 68.000 km rồi, bên Tiền đang bán với giá là 428 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe này được sở hữu nước sơn là màu vàng ghi ha. Nước sơn Tiền thấy còn rất là mới, rất là liền lạc nè. Tuy nhiên một chiếc xe đã qua sử dụng thì mình cũng thể nào mình yêu cầu nước sơn còn nguyên zin, còn mới 100% ha. Trầy xước hay là giảm tút ở một vài chỗ thì nó không là vấn đề gì hết nha các anh chị. Đây, ghế da, sàn simili. Xe này thì để Tiền xem có dán phim cho mình nè. Có màn hình luôn. Đấy, trang bị cho mình một cái màn hình rất là xịn sò nha. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi hàng 22 đi rồi mình đi qua bên kia cho dễ nha các anh chị nha. Hay là mình đi hàng 3 luôn ta. Thôi đi hàng 2 đi ha các anh chị ha. Rồi, một chiếc EcoSport số sàn là 2019 đã Tiền nói với mọi người nè. Chiếc này thì mới đi có 17.000 km thôi. Hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 458 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe này được sở hữu nước sơn là màu bạc ha. Nước sơn còn rất là mới. Xe này 5 vỏ đều là 5 vỏ zin theo xe hết. Cực kỳ mới luôn. Có trang bị bể bước, dán phim, viền che mưa. Đó. Bản này số sàn cho nên là ghế nỉ ha các anh chị ha. Chưa có màn hình nè. Chưa có màn hình và cũng không có cửa sổ trời nha các anh chị nha. Đó. Tiền nhắc lại nha. Xe bên Tiền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng cho các anh chị luôn. Cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm ha. Xe này thì anh chủ có trang bị thêm một cái cam hành trình nữa các anh chị. Nếu như mà các anh chị nào mà mình ở tỉnh xa mà hiện tại mình chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được á, thì có thể là xem liên hệ Tiền đi rồi Tiền sẽ gửi cho các anh chị một cái video chi tiết xe. Các anh chị có thể là xem qua một cái video chi tiết xe đó, sau đó anh chị em mình sẽ thỏa thuận ha, ngày giao xe này nọ đó.
Rồi các anh chị đặt cọc trước cho bên Tiền tầm khoảng 20 triệu thôi. Tiền sẽ vận chuyển cái xe này về tới tận nhà cho các anh chị nhà mình kiểm tra xe luôn. Nếu đúng những gì bên Tiền cam kết, đúng những gì bên Tiền làm video thì lúc đó mình mới thanh toán tiếp phần tiền còn lại ha. Còn trường hợp các anh chị mà xe về tới tận nơi, các anh chị đi test hãng mà không đúng những gì bên Tiền cam kết, nói là có đâm đụng, có ngập nước, động cơ hộp số thì nó đã làm lại không còn nguyên zin á, thì bên Tiền sẽ hoàn trả lại cọc cho các anh chị 100% và cho xe về luôn. Nói vậy thôi chứ xe bên Tiền thì đã kiểm tra rất là kỹ rồi thì mới mang xe về. Các anh chị và bên Tiền nói không với những cái xe lỗi nha, cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm ha. Rồi, Hyundai Avante phiên bản 2.0 số tự động đời 2011. Chiếc này thì đi 93.000 km rồi, bên Tiền đang bán với giá là 325 triệu các anh chị nhìn sơ nhé. Avante hiện tại thì đang còn 3 xe các anh chị. 3 xe, một xe đời 2011 bản 2.0, còn chiếc này là bản 1.6 đời 2012 ha. Tiện thêm một chiếc giống tương tự như vậy nữa, cũng bản 1.6 mà màu đen nữa. Nếu mà các anh chị có quan tâm tới hai chiếc xe kia thì cứ liên hệ Tiền nha. Xe này thì có trang bị cho mình màn hình, có camera hành trình luôn. Sàn thì sàn simili, ghế da nguyên zin ha. Trần thì trần nguyên bản các anh chị. Đó. Rồi, các anh chị nào thích chiếc này thì liên hệ Tiền ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp nha các anh chị nha. Mazda 2 phiên bản Deluxe đời 2019 đi 30.000. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 430 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe này là hiện tại Tiền đang giảm giá cho các anh chị, là xả lỗ cho các anh chị luôn. Do chiếc xe này Tiền lấy hồi trước dịch các anh chị, thì hôm nay hiện tại hãng thì nó cũng đã giảm giá cũng rất là nhiều, cho nên là bên Tiền sẽ thay đổi giá, xả lỗ cho các anh chị luôn. Rồi, ghế thì ghế nỉ ha các anh chị ha. Chưa có màn hình nha. Nói chung là xe này là còn nguyên zin toàn bộ đó các anh chị. Mua về đâu chạy được bao nhiêu đâu. Đó. Xe này đăng kiểm và đường bộ thì còn tới tháng 10 năm 2022, cũng còn rất là dài ha các anh chị ha. Rồi chắc mình sẽ bắt đầu đi từ dải cuối kia đi lên nha các anh chị nha. Rồi, chiếc dưới này. Kia Cerato bản 1.6 số sàn đời 2018. Chiếc này thì đi được đâu đó tầm khoảng 58.000 km đó, thì bên Tiền đang bán với giá là 445 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Rồi. Xe được sở hữu nước sơn là màu trắng ha các anh chị ha. Màu trắng nha. Xe này thì anh chủ có lên cho mình camera hành trình trước và sau. Có dán phim, có viền che mưa. Ghế thì ghế da các anh chị, ghế da ha. Tuy nhiên thì Tiền chưa thấy có màn hình nè. Các anh chị nào mình ưng thì mình về mình trang bị thêm một cái màn hình nha. Sàn thì sàn 5D các anh chị, sàn 5D. Đó. Các anh chị nào thích chạy số sàn, phân khúc sedan C rộng rãi thì lấy chiếc này nha. Hôm nay Tiền giảm cho các anh chị còn 445 triệu. Rồi. Rồi, mình đi tiếp ha các anh chị ha. Hyundai Accent, xe cực kỳ hot luôn. Đời số tự động đời 2019. Chiếc này thì đi 46.000, hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 435 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe được sở hữu nước sơn là màu trắng ha các anh chị ha. Xe này thì có đăng ký kinh doanh nha các anh chị. Nhưng mà không phải xe nào mà có đăng ký kinh doanh thì cũng xe chắc xe không ngon đâu ha. Tùy vào anh tài xế thôi, tùy vào người sử dụng các anh chị. Quan trọng là cái anh đó có giữ xe hay không thì các anh chị cứ lên xem xe trực tiếp đi. Rồi lúc đó mình hãy đánh giá là xe này có giữ xe hay không các anh chị. Ghế thì ghế da, sàn 5D trần nguyên bản, có trang bị cho mình màn hình nữa. Đó, dán phim, viền che mưa, chắn cửa thì mấy cái trang bị cơ bản thì đã có ha. Anh chủ mình cũng đã có trang bị hết rồi. Rồi mình đi tiếp ha các anh chị ha. Rồi, một chiếc xe 7 chỗ của Mitsubishi nữa các anh chị, Xpander số tự động đời 2019. Chiếc này thì đi được 30.000 km thôi. Hiện tại bên Tiền đang bán xe này với giá là 525 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe được sở hữu nước sơn là màu đen ha. Do Tiền đậu ở đây nên nó hơi bụi các anh chị. Xe này mà rửa ra thì cực kỳ mới, cái màu đen thì cực kỳ bóng luôn. Đó. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe này thì cũng tầm khoảng 6,5 lít nha các anh chị nha. 6,5 lít tới 7 lít. Có dán phim. Ghế đã được bọc da màu tông màu kem rồi nè. Xe màu đen.
ghế, nội thất, rồi thì màu kem nha. Sàn thì sàn simili, trần nguyên bản ha, có trang bị cho mình màn hình zin theo xe. Đó. Các anh chị nào bữa giờ đang cần tiền của dòng Xpander này thì hôm nay thấy video này thì liên hệ tiền nha. Xe này thì biển tỉnh các anh chị 68 thì phải, 68 Kiên Giang. Đó. À, có nhiều anh cũng thích chiếc này, cực kỳ thích chiếc này luôn, nhưng mà lựa xe Sài Gòn, nhưng mà xe bên Tiền thì cũng đã cân đối giữa cái xe biển tỉnh và cái xe Sài Gòn rồi, cho nên khi mà các anh chị sang tên á thì nó cũng tương tự nhau thôi, cho nên là các anh chị đừng có phân biệt quá giữa xe biển tỉnh và biển Sài Gòn ha. Rồi mình đi tiếp qua dãy bên đây ha. Dãy bên đây chắc bán hơi nhiều đó các anh chị. Eco là toàn bán rồi ha. Đây. Lexus ES 250. Đời 2006, đi được đâu tầm khoảng 90.000 á, hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 535 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe được sở hữu nước sơn là màu trắng ha các anh chị ha. Có cam hành trình rồi. Xe này bên Tiền vừa đi vừa bán các anh chị. Vừa đi vừa bán ha. Ghế thì ghế da. Rồi. Xe này thì có hệ thống chống trộm nữa các anh chị. Rồi mình đi tiếp ra phía sau ha. Sao nó kêu hoài vậy? Rồi chiếc này nha các anh chị nha. Xe đó cực kỳ nhiều đồ chơi luôn. Chiếc này thì chiếc xe bên Tiền cũng mới về nè. Toyota Avanza. Ê tắt cái. Rồi thêm một chiếc xe 7 chỗ nữa ha các anh chị ha. Toyota Avanza phiên bản 1.5 số tự động đời 2019. Xe này thì đi được đâu đó tầm khoảng 23-24.000 km gì đó. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 495 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Hôm bữa bên Tiền có chiếc 2020 màu trắng nữa, nhưng mà bên Tiền đã bán rồi. Bây giờ các anh chị nào mà mua hụt chiếc xe kia thì có thể là tham khảo thêm chiếc này nha. Xe này thì được sở hữu nước sơn là màu bạc nè. Cũng có dán phim, có viền che mưa, có camera hành trình các anh chị. Ghế thì ghế nỉ nguyên zin ha, bọc trần cho mình rồi. Sàn thì sàn simili nha. Có trang bị cho mình màn hình nữa các anh chị. Xe này những cái ni lông từ nhà máy nè còn vẫn còn nè các anh chị, anh chủ chưa gỡ luôn á. Dãy bên đây thì xe bán hơi nhiều ha. Xe làm ngân hàng hoặc là xe chờ ngày tốt để khách lên lấy xe thôi. Rồi bây giờ phía trước thì còn mấy xe nữa các anh chị. Bây giờ mình sẽ ra phía trước mình xem nha. Hiện tại bên Tiền đang chuẩn bị về thêm Mazda 2 hatchback đời 2015 nhập Thái nữa. Giá của xe đó chắc tầm khoảng 400 mấy đó. Nếu các anh chị có quan tâm tới dòng Mazda 2 thì liên hệ bên Tiền ha. Và hiện tại bên Tiền mới vừa về thêm một chiếc xe bán tải nữa các anh chị, Ranger XLS số sàn đời 2018 các anh chị. Xe này thì hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 498 triệu. Các anh chị nào thích chiếc này thì liên hệ cho Tiền nha. Xe này được sở hữu nước sơn là màu bạc nè. Mới về đậu đây, mới rửa xong nè các anh chị. Có dán phim, có vè che mưa, có chén cửa, có nẹp bước, có bệ bước ha. Ghế thì ghế da các anh chị, ghế da. Có trang bị cho mình một cái cam hành trình nữa nè. Sàn thì sàn simili, có bọc trần cho mình luôn. Đó, xe này Tiền thấy những cái trang bị cơ bản thì nó đã có rồi ha. Đó. Thì tí nữa nếu mà có thời gian thì Tiền sẽ quay một cái video chi tiết xe của chiếc xe này cho các chị nhà mình xem luôn nha. Các anh chị nào mà thích chiếc này thì liên hệ Tiền nha. Và bên Tiền đang chuẩn bị về thêm một chiếc bán tải nữa là Ranger XLT đời 2017. Giá của chiếc xe đó nó tầm khoảng 500 mấy đó. Nếu mà các anh chị có quan tâm tới chiếc kia thì liên hệ Tiền nha. Để xe về cái là Tiền sẽ báo cho các anh chị người đầu tiên biết được nha. Mấy cái dòng bán tải này bên Tiền về thì bán rất là nhanh luôn á. Cho nên hả các anh chị nào mà dặn Tiền khi mà Tiền báo rồi á, các anh chị phải tranh thủ lên nha, chứ không thôi là người khác mua mất à. Rồi. Thêm một chiếc Avanza nữa mới vừa về bên Tiền ha. Bản 1.6 số tự động đời 2012 thì chiếc xe này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 318 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Có cảm biến nè, chưa có cam lùi nha các anh chị. Xe này thì có cảm biến áp suất lốp ha. Ghế thì ghế da nguyên zin.
Rồi, các anh chị nhìn sơ nha. Rồi, rồi. Avante thì tiền tóm tắt lại là bên này còn 3 xe, 2 xe màu trắng, 1 xe màu đen, một chiếc bản 2.0 và một chiếc và hai chiếc bản 1.6 nha. Rồi mình đi qua chiếc kế bên nha các anh chị nha. Hyundai Tucson bản 1.6 Turbo đời 2018 các anh chị, xe này thì đi 70.000 km rồi. Hiện tại bên tiền đang bán với giá là 765 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe được sở hữu nước sơn là màu vàng be các anh chị, có trang bị cho mình bệ bước có dán phim ha. Một chiếc xe 5 chỗ gầm cao, cực kỳ nhiều option luôn. Ghế thì ghế da nguyên zin nè, sàn 5D, cửa sổ trời toàn cảnh nha. Có trang bị cho mình một cái màn hình zin theo xe nữa. Đó, xe này biển số Đắk Nông nha. Bên tiền thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc ha. Nếu như mà các anh chị mua xe bên tiền thì có thể là tiền sẽ hỗ trợ các anh chị rút hồ sơ. Nếu mà các anh chị ở tỉnh xa thì về mình tự sang tên luôn cũng được. Còn không thì bên tiền có dịch vụ để hỗ trợ cho các anh chị về cái phần sang tên. Các anh chị chỉ việc nhận cà vẹt và chạy thôi ha. Rồi, rồi chiếc này nha, chiếc xe 5 chỗ của Hyundai cũng cực kỳ hot luôn các anh chị. Hyundai Accent bản số tự động đời 2018. Chiếc này thì đi được 59.000 km rồi, bên tiền đang bán với giá là 420 triệu các anh chị nhìn sơ nhé. Xe này rồi hiện tại tiền đang giảm giá cho các anh chị rồi đó, chứ hồi trước tiền bán không có giá này đâu. Hồi trước xe này là khoảng 448 triệu đó các anh chị. Rồi, xe này là xả lỗi cho các anh chị nha. Dán phim, xe này anh chủ lên một bộ ghế da tông màu kem rất là thể thao nè. Sàn thì sàn 5D, trần thì trần 5D luôn các anh chị, có nẹp bước cho mình ha, màn hình đó, rất là nhiều option luôn. Xe này biển Hà Nội cho nên nếu mà các anh chị nào mình ở Sài Gòn mình lấy chiếc này thì mình vẫn tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nha. Rồi chiếc này Honda City, Honda City bản 8 hình chiếc này thì đã nhận cọc rồi ha các anh chị ha. Chiếc này Mitsubishi Outlander phiên bản CVT số tự động đời 2020 mới đi có 28.000 km thôi. Thì chiếc này hiện tại tiền sẽ bán cho các anh chị với giá là 420 triệu các anh chị nhìn sơ nhé. Nắng chiều rồi các anh chị, dạo này trời tối lắm cho nên là trưa trưa khoảng 12 giờ 1 giờ tiền hay ra tiền quay phim. Nhiều khi sáng thì tiếp khách lu bu nên là giờ này mới ra quay phim các anh chị. Chứ không mà quay 5 giờ nó tối hù luôn. Hồi trước 5 giờ rồi rất là sáng. Xe này tiền quên em chìa khóa rồi cho nên là mình chỉ xem ngoại thất thôi ha. Các anh chị nào mà thích chiếc này thì liên hệ tiền đây, tiền sẽ gửi một cái video chi tiết xe cho các anh chị nhà mình xem ha. Tiền có quay video chi tiết rồi. Bây giờ thì 5 giờ nó sụp tối lắm các anh chị, tháng 10 chưa cười đã tối ha. Rồi thì nãy giờ tiền đã tổng hợp lại được hết tất cả những cái xe 5 chỗ, 7 chỗ bán tải hiện tại đang có mặt sẵn tại bên tiền rồi nha. Nếu mà các anh chị nào mà thích chiếc nào thì nhớ liên hệ cho tiền qua số điện thoại bên dưới ha. Hoặc là đến xem xe trực tiếp tại địa chỉ là 642B quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì giá bên tiền khi báo với các anh chị là sẽ bớt cho các anh chị tí lọc khi mà đến xem xe trực tiếp ha. Và xe bên tiền thì đời 2016, 2017 trở lên thì tiền sẽ hỗ trợ các anh chị nhà mình vay ngân hàng được 70% dựa vào định giá của ngân hàng nha. Thì tiền chỉ nhận hộ khẩu của các anh chị ở tỉnh lân cận Sài Gòn thôi, như là thành phố nè, Bình Dương, Long An, Đồng Nai. Còn nếu mà các anh chị mà mình ở tỉnh xa thì thông cảm với tiền, vì thời điểm này tiền chưa có thể hỗ trợ các anh chị nhà mình vay được nha. Và ngoài ra những cái xe mà tiền vừa giới thiệu cho mọi người thì bên tiền đang chuẩn bị về thêm Vios nè, Vios bản E số tự động đời tập khoảng 2018-2019 gì đó. Đó, rồi về thêm Mazda 2 hatchback đời 2015 nhập Thái nữa. Rồi hiện tại bên tiền còn thêm một chi nhánh ở dưới Bến Lức Long An. Ở dưới đó thì hiện tại đang có xe Honda CR-V bản 2.4 nè, rồi 2014 ha. Rồi i10 thì hiện tại tiền đang còn hai xe nha, một chiếc hai chiếc đều là số tự động đời 2019 hết. Một chiếc đi khoảng 39.000 á thì đang bán với giá là 348 triệu, và một chiếc mới đi có 16.000 thôi, bên tiền đang bán với giá là 358 triệu.
Thì nếu mà các anh chị có tìm những cái chiếc xe nhỏ nhỏ gọn gọn như là i10 số tự động đó thì liên hệ Tuyền đi, thì sẽ tư vấn cho các anh chị nha. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn nãy giờ đã theo dõi hết cái video của Tuyền ha. Đừng quên cho Tuyền xin một like và một lượt đăng ký nha, để những cái xe nào mà mới nhất bên Tuyền về thì các anh chị là người đầu tiên xem được nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.